cây Yamaha C300. Cây đàn ngoại hình thì còn khá là đẹp. Cần thẳng tắp, khóa zin. Âm thanh thì dòng C300 thì nó cũng khá là nổi tiếng rồi. Dòng bình dân mà nhiều người có thể là biết đến, gọi là cây đàn C300 huyền thoại, tức là một cây đàn Nhật dòng tầm bình dân và âm thanh khá là tốt. Thì cây này trước có một vị khách bị mua 6 triệu 2, nay đổi nâng cấp nhờ thanh lý hộ, nhờ bán lại 4 triệu 2 cây đàn này. Thì khách nhờ chứ không có bớt, các bác nào mà lấy được thì lấy nhanh, không thì cũng lại bay, thì giá này rất tốt ạ. Ngoại hình khá là ok, âm thanh tốt, cần thẳng. Xin cảm ơn cả nhà.